Vào cuối tháng 10 năm 2020, một công ty ở Việt Nam thành lập đã mời các văn nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo rầm rộ là dự án được phát triển bởi một tập đoàn tài chính lớn ở nước ngoài và ở Việt Nam, hoạt động với phương thức được ủy quyền, bổ nhiệm hợp pháp, chắc chắn khi đầu tư sẽ an toàn và kêu gọi nhiều người cùng tham gia. Khi mà Linh Huy biết được cái dự án này thông qua một cái người bạn rất là thân trong nghề, thì cũng giống như các nhà đầu tư khác, thì với một cái sự là nể nhau và bằng một cái niềm tin, thì Lương Giao Y đã tham gia vào trong cái dự án này và nghĩ rằng đây là một cái dự án rất là ok, bởi vì họ nói với chúng tôi là đây là dự án của công ty Canada. Thế nhưng khi thấy có điểm bất thường, anh Phong Bình Nhân, một trong những nhà đầu tư đã mang bộ hồ sơ của công ty này đến tập đoàn ở nước ngoài để kiểm chứng, và đến đây mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thẳng nhân phòng và đã xác nhận, người ta đã phủ nhận đây là một dự án lừa đảo 100%. Kể cả người ta xem những tấm hình của ban lãnh đạo thì đúng ban lãnh đạo của Canada, nhưng mà có cái hình của cô trong đó người ta không biết là ai luôn, là người ta xác thực là đó là một cái photoshop. Rồi kể cả cái thơ bổ nhiệm nằm trong đó, trong cái trang thứ tư đó của cái bộ hồ sơ đó, thì người ta xác nhận là đều là giả hết. Trong vòng 2 ngày sau là người ta email thẳng về cho anh luôn. Đến khoảng tháng 4 năm 2021, ví của nhiều nhà đầu tư đều báo lỗi. Không lâu sau đó, website của công ty này cũng nhanh chóng bị sập. Phía công ty này mới trả lời với phía báo giới về câu chuyện ủy quyền. Công ty của chị là một công ty riêng biệt, và công ty tại Mỹ mới là một công ty mà đang có cái tranh chấp hay là một cái liên quan tới bên Canada. Em đang hiểu sai vấn đề, chị sẽ trả lời và trọng tâm cho em hiểu. Có nghĩa là bản thân chị khi chị làm công ty của Việt Nam là chị làm qua một cái công ty tại Mỹ. Và công ty tại Mỹ để họ đưa trang web và họ đưa cái thông tin gì về Việt Nam là tụi chị làm hoàn toàn theo công ty bên Mỹ và đại diện ở bên đó. Đấy. Còn cái phía mà Mỹ và Canada, họ có cái đăng ký kinh doanh tại Mỹ và họ liên hệ với nhau như thế nào thì là một phạm trù riêng nữa nha em. Khi ví bị lỗi, nhiều nhà đầu tư mong muốn được rút vốn, nhưng phía công ty lại giải quyết bằng cách chuyển các nhà đầu tư sang một hình thức đầu tư khác, và hình thức này cũng chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.